Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, ngày hôm nay khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 38 độ. Dự báo ngày mai khu vực Bắc Bộ sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C và có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ ngày mùng 2 tháng 7 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ và có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 50 đến 65%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong nền nhiệt từ 36 cho tới 38 độ và có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 45 đến 60%. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Chuyển sang thời tiết tại các tỉnh miền Nam, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông cục bộ, có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm và có nơi trên 60mm. Xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Thời tiết diễn biến bất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh lở cổ rễ trên cà chua phát sinh gây hại. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trị bệnh cho cây, cụ thể như sau. Chọn nơi đất tốt, cao ráo, dễ thoát nước để làm vườn ươm cây giống. Không nên làm vườn ươm ở những nơi đã từng bị bệnh lở cổ rễ và các loại nấm bệnh khác. Khử trùng đất bằng vôi bột. Chỉ sử dụng phân chuồng hoai mục, không dùng phân tươi có chứa nhiều nấm bệnh để bón lót hoặc làm bầu ươm. Thường xuyên vệ sinh vườn và trồng đúng mật độ, khoảng cách, sử dụng chế phẩm Chidodema trộn với phân chuồng đã được ủ hoai mục để bón lót hoặc đóng bầu. Và chuyển sang thời tiết trên biển. Hiện nay, ngày 1 tháng 7, mây dông đang phát triển ở khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan. Dự báo ở khu vực Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Và như thường lệ, trong phần cuối của bản tin là thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai.